So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bán khẩu M451 anime nhá. Và không biết anh em có dặn ra cái gì đặc biệt hay không, nhưng mà đại loại thì hôm nay mình sẽ không được chơi với tai nghe rồi anh em ơi. Cũng không làm clip được với tai nghe luôn. Vì đơn giản là cái tai nghe là mang về nhà, sau đó thì bỏ quên ở nhà rồi. Mẹ nó, đợt thì mang nhầm gọi là tai nghe, đợt thì tai nghe, đợt thì lại quên sạc. Ôi giời ơi, chán đéo chịu được nhầm omit này. Ôi giời, bạn sao? Bạn nhầm gì tôi? Đừng có thấy mà mình không có tai nghe mà bố láo nha. Không có tai nghe thì mình sẽ bắn hổ báo hơn, nhưng mà đúng nghĩa với việc là mình sẽ chết nhiều hơn. Đấy. Rồi. Đúng cái kiểu là tai không nghe thấy thì không phải sợ bố con thằng nào anh em. Đấy. Nhưng mà nhiều khi là sẽ bắn kiểu ngáo ngáo đấy. Rồi, biết rồi. Ôi hay quá nhờ. Được bạn ơi. Đặt bom đi, cho sai. Cái gì đấy, ô gà. Tai núp sai à, láo nhỉ. Rồi, đặt cái bom trên thùng đó. Đấy. Nhiều anh em hỏi là nhảy cái thùng này kiểu gì thì cứ đi chậm nó tiến sát lại cái mép thùng, nhảy lên phát là được thôi. Cái này, nhau hoa hồi sinh này. Láo nhỉ, snip à. Snip với chúng tôi à. Chết ngay anh em, buồn láo, buồn liếu, quen. Không biết là anh em nghe giọng của mình nó có bị lọc, nó bị khác nhiều không, như về mình là đang không sử dụng tai nghe nha. Có thể nó sẽ khác đi được một tí đấy, nhưng mà không sao, vẫn cố gắng phục vụ anh em. Một tuần nữa mình về nhà thì mình lấy tai nghe thì nó sẽ lại là ok anh em ơi. Một tuần là hai tuần nữa, cùng lắm là hai tuần thôi, nên anh em chịu khó xem khoảng thằng danh con này láo nhỉ. Anh em chịu khó khoảng từ 7 đến 14 ngày nữa thì tất cả mọi thứ nó lại về in xì như cũ luôn. Rồi, bắn giờ đúng kiểu theo cảm xúc luôn anh em ạ. Mẹ, bật loa ngoài lên bắn khổ thế chứ lại. Không có dạy nào bằng cái dạy nào. Mình có tai nghe Bluetooth đấy, nhưng mà nghe tai nghe Bluetooth nó bị delay lắm anh em ạ. Thà bắn mẹ loa ngoài còn ngon hơn là bắn tai nghe Bluetooth. Rồi, biết kiểu ôi giời ơi, hiểm ma nó bắn kìa. Không được rồi, nghe mùi toang toang vậy. Đấy là nhà hoa hồi sinh nhá. Thằng snip đấy anh ơi, snip đấy. Nó snip đấy. Bắt bỏ bẹn. Rồi. Thằng này vẫn ngu lắm anh em ạ. Cái thằng snip trong nhà hoa hồi sinh vẫn ngu lắm. Check kỹ vào nha, mấy thằng này nó hay núp lắm nha. Đúng rồi. Sao đặt bom trên thùng? Ơ kìa. Mấy thằng này vẫn không biết kỹ năng đặt bom trên thùng anh em ạ. Rồi, rất tốt. M4 Ranger sấy hơi mù mắt tí nhưng mà vẫn được. Rồi xem nào. Liệu này bọn nó có vật lên được 2-0 không? 2-1. Mình cứ đảo cam liên tục thôi, mình không nghe gì, mình cứ đảo cam rồi. Thằng M4 vũ trụ này nó húp rồi anh em ơi. Nói chung là chơi cái này mà bọn nó chạy nhanh, chạy uịch thì mình vẫn nghe là phốt thôi. Nhưng bật loa ngoài mắc hết cỡ thì mình vẫn nghe là phốt thôi. Nhưng mà nó sẽ khá là khó chơi. Rồi, ra tai nghe thì nó sẽ chuẩn hơn. Nào, chúng mày ngon, chúng mày ra đây. Chơi này đúng kiểu phải gọi là chơi từ xa, vã nhau từ xa chứ vậy bắn gần là mình hơi thiệt. Mình không nghe được chuẩn, nó hơi thiệt anh em ạ. Rồi. Cái này mà đòi cận chiến, cận chủng hay là đập báng thì hơi khó. Trừ khi mình thấy nó mà nó không thấy mình thì mình móc lốp thì còn được chứ. Để mà nghe phốt và đi đập báng chúng nó. Ui giời ơi, nhảy con chuột ạ, vãi cả bìu. Rồi nhảy lại. Hôm nay đấy. Ai ạ? Mình đã nghi cái thằng nhẹ ma rồi anh em ạ. Nàn. Ok, thằng kia dính bom nhỏ kìa. Chết rồi. Ôi trời ơi, 3-4 giúp rồi hiểm ma. À hiểm B ạ. À. Đẩy vào xem nào. Rồi ôi, thằng kia nó móc. Rồi xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Rồi, đi. Núp à. Đẩy cùng đồng đội thì không đẩy. Lom dom. Ê, không được rồi, mấy thằng này chưa đến được rồi. 3 hiệp được 4 kill anh em ạ, mất mẹ đây rồi, chán nhầy. Không sao, thằng top bên mình mới có 4 thôi, thằng bên kia mới có 3 thôi. Tính ra là bọn này cũng bình thường anh em ạ, không nỗi ghê gớm lắm. Thì cái khẩu M4 anime này thì mình cũng kiểu là mở cái điểm danh ngày ấy. Nó bùng ra được một khẩu Barret, một khẩu M4 như này. Đều là anime anh em ạ. Con mẹ nó, cái thằng 81 kia ngon thế nhở, nó hút 2 thằng liền kìa. Ôi mẹ hiệp đéo nào nó úp mẹ đôi ba thằng ạ. À. Ngon thế. Sao mày? Láo thế. Các bạn láo thế, bạn đẩy như thế láo.
Mít có à? Mít có sao này anh ơi? Ơ mít thật đấy. Ui giời ơi, thằng kia liếm rồi. Nhanh thế. Rồi, lên A anh ơi. Bom lên A là đẹp luôn này, 2v2 đi nhẹ thôi. Khiếp. Mình không đeo tai nghe, không đeo tai nghe bật loa ngoài mà vẫn thấy lụp. Ơ, mày làm sao? Yếu ra gió mày. Chết sai. Rồi, dưới sân có này. Chết sai nha mày. Làm quả sấm bốc về phía hồi sinh. Làm quả bom nổ luôn này. Có cái gì quăng hết anh em ơi. À, nó lên. Rồi, mày xong tao rồi. Yếu lắm luôn này. Thề luôn thằng này yếu lắm luôn này. Mình bắn trong mù màu mà bắn yếu lắm luôn. Biết nó đâu rồi. Mày đâu? Có sai hay sao á? Gỡ đi. Mày. Lão chúng tôi chết ngay anh em. Chết ngay. Rồi, ôi kinh lắm. Rồi. Nếu mà mình sử dụng tai nghe thì mình sẽ bắt phốt nó chuẩn hơn. Nhưng mà ớ, Glock đây. Glock đúng của gôn này ngon. Cầm quả này bắn nó xuống này sấy. Ui, 30 mấy viên đạn nó vãi cái bìu. Sợ thật, 33. Đấy, giờ. Bảo sao chúng nó nhiều đạn chúng nó sấy kinh thế. Hóa ra là khẩu này nó nhiều đạn anh em ạ. Vãi cái bìu thật. Nào, thằng nào ngon lên nhà ma đây cho một tên Glock number gold này. Chết ngay. Ai à, đồng đội bị chết ngay hết rồi. Ôi. Mẹ nó kìa. Nó bỏ chậm anh em ơi. Mẹ nó có lục của đôi đó. Chịu rồi. Bán này chịu rồi. Mình bước qua đời nhau. Mình còn ngó ra cái nhà hoa. Nó sẽ bị thiệt mất một nhịp. Không được rồi. Ôi một Việt Nam thì thôi. Thằng này bốc cất rồi đấy. Thì thằng này nó dưa là không ăn thua rồi. Cùng lắm mà chắc chỉ ăn là thằng hai thằng là đi thôi. Đi về với các cụ thôi. Nào cố lên. Ây hồi chị. Ôi nhìn thấy nhau mà sấy như này thì chết dở. Bắn thế này thì chết dở. Thế này không được rồi. Bắn tử tế bắn chậm rãi này xem nào kìa. Mẹ để cái thằng mẹ này. Bắn loang ngoài cầm A này. Chết dở. Mấy thằng này. Có khi mấy thằng cựa nó cũng mẹ bắn loang ngoài anh em ạ. Nhiều thằng nhìn ngáo lắm. Y xì mình như bây giờ. Mẹ bắn ngáo đét luôn. Nào. Mình bước. Ây ạ. Ui mẹ con chó này láo thế nhờ. Thề luôn con chó của đôi này láo lắm anh em ạ. Bắt cả bìu mình nhảy lên mà nó đã nhảy lên đến đầu mẹ. Đâu hả ba rồi ạ. Đây đã lên đây rồi. Này. Nó chạy qua nhau luôn cơ. Đấy. Khổ không. Được con chó này. Đã thế nhá. Mẹ thẩm du đầu hả ba cho mình luôn. Mày lên là mày chết. Cáu lắm rồi đấy anh em ạ. Đã đeo có loa ngoài. À đã đeo có tai nghe. Mẹ đã phải đẩy lên rồi. Gặp mấy thằng. Ôi dồi ôi. Mẹ nó cũng đẩy lên anh em ạ. Bom dây A này. Bom dây A anh ơi. Về rồi về A hỗ trợ thằng đồng đội cái. Rồi đi luôn. Thế xong rồi đấy. Thế chúng ta biết kết quả. Thằng này còn 10 máu. Rồi. Nhìn thấy luôn. Quá tuyệt vời. Thế đeo nào lại để nó vật trên 3 đều mẹ rồi. Không được rồi. Có vẻ như là đẩy lên hẻm A là cút với cái thằng lục của đôi anh em ơi. Đôi khi chúng ta phải gọi là biết mình biết ta trăm trận biết trăm thắng anh em ạ. Biết đi biết ta trăm trận trăm thắng. Không muốn bố láo. Đây đứng đây này. Mẹ mày chấp mày mẹ mày hai tay bốn súng luôn. Mày ngoan mày lên đây. Bố táp mày vỡ đầu ngay. Đâu rồi bạn. Bạn ơi. Đéo lên chứ mẹ khôn như chó. Hiệp mình đẩy lên thì nó cũng đẩy lên. Mà cái hiệp mình đéo đẩy lên thì nó cũng đéo đẩy lên ạ. Được đấy. Mấy con cờ hó này được đấy. Mày cứ bắt là tao một thời gian nè. Mấy đứa tao mẹ. Lấy tay nghe tao vã cho thì sưng đầu từng thằng một. Nào làm sao. Bò hả mày. Có chó này là có chó vừa ăn mình đây này. Thằng AK ý thích kiếm này. Có chó này. Mình nhớ dai lắm. Cái gì chứ. Nhớ dai lắm anh em ạ. 2v2 rồi xong luôn. B luôn chứ còn gì nữa. B chắc luôn. B đẹp luôn. Mẹ hỏng rồi. Check tí anh em ạ. Mình đã không có tai nghe thì mình cứ spam bắn loạn lên trước cứ biết đâu lại chết. Đây sờ bốc B anh em thấy chưa. 100% con mẹ luôn. Nhắm lửa. Bố mày men lửa bố mày vào. Làm sao. Chúng mày đâu.
Từ nhá, câu thứ hai. Rồi, à chết thục, chết thục với bố mẹ. Nào, em biết. Ôi trời ơi ngon. Được chưa anh em? Game là dễ. Bọn này chi lớn anh em ạ. Ném sao mốc, sao ném lửa và sao mốc để mẹ bịt cô cho mình vào, nhưng mà đâu có biết là mình men men cái mép lửa mình vẫn vào được. Đến cái lúc mà hết lửa rồi thì các chú đã lên bảng rồi. Ngon ngay anh em, ngon ngay. Vã sưng mồm chú nó ngay anh em. Rồi vẫn lên hẻm A thằng Du thôi, không đẩy nữa anh em ơi. Mấy thằng cờ hó bên này nó có lục cổ đôi, nó đẩy bố láo lắm. Cho nên là mình không được vội, vội là chết với nó đấy. Vội là cứt đấy, mấy thằng này nó sốt ruột nó lên mà. Nào, có bắt trẻ ạ. Rồi, đéo thấy ai luôn, nó vãi thật. Thế thì đây rồi, đây. Bố con chó này ăn quen mùi à mày? Ăn quen mồm hả? Mẹ sưng mồm ngay, chết mẹ mày đi. Ăn bố mày nhiều à? Ăn mình được lần, hai lần nó tưởng ngon ăn anh em ạ. Ừ, mẹ. Đúng kiểu nhờn chó liếm mặt. Ôi trời ơi, nhưng mà cái gì đấy? 2v4. Ôi ôi, ôi trời ơi. Mít à? 1v5 mẹ luôn ạ, mình bắt được một thằng mà. Rồi 1v4 thì khác nào 1v5. Rồi, thằng kia nó chạy bố nó về hẹp B rồi sao ạ? Phát này sẽ về B thôi. 100% là bom B thôi. Có một bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Tành tành tánh tánh. Con mẹ nó sao nó lại thế này hả trời ơi? Đồng đội kiểu gì đây? Bom này. Rồi, bom B gọi chiến cao thủ này. Ai già chạy à? Chạy. Ai ạ? Ôi thằng chạy. Ôi giời. Từ 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 nhá. Bắt chặt chưa? Bắt chặt chưa? Con mẹ mày. Đôi. Đâu. Nấp à? Ừ. Thì gãy. Ừ, làm sao? Làm sao? Ủa có bom sắp nổ mẹ rồi. Ôi thằng này nó về. Ê thằng này. Thằng 46 thôi. Không được rồi, phải gỡ fake, Mày đâu? À nó vào. Này, mày làm sao? Đéo kịp thời gian mới đau chứ. Một pha clear đi vào lòng khán giả ấy các bạn. Mẹ nó quải có tay nghe thì mẹ nghe phút mấy thằng trong sai nó chuẩn hơn thì không, đúng là không phải bắn cái kiểu chích chích nữa. Cáu thích rồi. Mày tức cả mình nha mà. Một pha clear nhưng mà không vui lắm khi mà không trọn vẹn nha mà. Quả đấy kể mà còn khoảng 5 giây nữa cứ có bom nữa thì đúng mà. Siêu phẩm anh em ơi, siêu phẩm. Cái gì đấy? Táo à? Hai viên anh ơi. Thằng danh con này vẫn bố láo, vẫn đòi lên mẹ mày la liếm mình nha mà. Ừ. Nhưng nó đâu có biết rằng mẹ tao khốn lắm, tao đéo lên đâu, chung kết mà. Có cái bìu tao lên ấy. Rồi thằng con lợn đi chết rồi anh em ơi. Thì thằng Ranger bên mình giết chết rồi, quick. Quack chứ. Quack giết chết rồi. Hay quá. Ôi giời ơi. Rồi. 53 giờ lại 43 rồi. Em mùi đéo ổn lắm nhỉ. Em mùi. Ôi giời ơi, lại 3v3 rồi, chết rồi. Em bắn lên 15 kill rồi anh ạ. Từ nha. Mẹ thằng đồng đội mình chạy giật cả mình anh em ạ. Vãi thật. Từ nha, mình giờ mình bị bắt là ngu đấy. Lãn cứt đây anh em ạ, lãn cứt đấy. Mình nghi nó đang khả năng là nó sẽ đánh B đó, mình sẽ phải dồn đến B, mình hỗ trợ thằng B đây. Mình nghi nó sẽ đánh B đấy anh em ạ. Ừ. Nhưng mà từ á. B vẫn chưa thấy động thái hay thằng B nó bỏ về rồi. Mình định sang B nhưng thằng B nó bỏ về rồi. 30 giây khéo đánh A anh em ạ. Dồn về A đi. Thằng kia đẩy hẳn ra bít xem nào, mẹ đứng đấy thì cover bắn chéo hay đéo được. Ơ kìa. Mẹ đứng cái chỗ tù đéo chịu được. Rồi. Hẻm A kìa. Được rồi. Làm cái phát ad. Ai à, dưới sân rồi. Dưới sân con mẹ rồi còn đâu. Khó rồi. Vãi thật. Mày chết tao rồi. Ai già thôi xong rồi. Con mẹ nó vừa lóp dóp ra nó làm cả bom. Yếu mẹ luôn ạ. À. Chán thế nhỉ. Bạn này kia chuyển 52 kìa. Ui ôi tiếc thế. Siêu phẩm của tôi em ơi. Cáu quá anh em ạ. Quả cuối nó còn cả bom giữa chân luôn ạ.
Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên lại cho mình một like, một subscribe, nhớ bấm chuông nhận thông báo clip mới nhất của mình nhá. Đèn quá anh em ạ.